Đúng như câu ông bà hay nói, chồng đâu vợ đó, đồng vợ đồng chồng, móc bọc ni lông. Ngày đầu tiên đi làm mà kiểu này hoài xong rồi, Trinh ơi. Cô vợ khờ lót tót theo sau anh chồng đẹp trai như ca sĩ. Tới công chuyện nữa rồi Trinh ơi. Tới liên hệ mừng chơi chứ bộ. Gì tới nữa hả? Không. Đi theo. Gì mà đi theo giữ chồng hoài hả? Không để chồng làm ăn gì cho hả? Đi theo ngồi chơi thì không. Ủa, nắng nồi mà ổng nhỏ đi đâu vậy em? Đi kiếm mà ổng. Bây giờ đi làm heo về lại ai mới nữa. Đi bẻ rau muống cũng đi theo mà đi đi làm hồ cũng đi theo nữa. Vậy cái gì ai mới nữa? Làm gì ai mới? Rồi kêu bà kêu ba mới nói kêu nói thôi chị nghỉ đi. Giờ này nghỉ luôn đi à. Không mấy giờ thôi anh ở nhà đi ha. Trinh Trinh nói giờ thôi anh ở nhà không. Đi nuôi. Để rồi bây giờ kiếm xíu vốn đi bán số. Đi bán vé số chắc nó còn theo còn dữ nữa. Có, bán số hai đứa bán chung chưa? Bán chung luôn. Dạ. À, chịu không kìa. Chịu hai đứa đi bán số chung không kìa Trinh. Dạ. Chứ để chồng đi. Không theo gì hoài sao được. Dạ vậy giấy có xíu vốn thì bán số. Bỏ kiểu này ở nhà hoài hay sao lại? Làm theo hoài sao lại này xong. Vô đây ngồi, hai chồng vô đây ngồi. Rồi. Hai chồng ngồi. Ngồi xếp vô, hai chồng ngồi xếp vô đi. Rồi nói cho rõ coi đang đi làm ăn gì trời, đàn ông ta đi làm ăn gì coi Trinh. Không hoài sao. Đi làm đi theo hoài rồi ai mất nữa. Hả? Sao sao Trinh? Ở nhà buồn. Trời đất ơi. Ở nhà buồn hả? Đi theo hoài vậy đó hả? Đi theo kênh nào. Chị đem luôn rồi. Rồi nãy giờ có đem cái giỏng thấy không? Dạ. Làm giỏng này không có đem giỏng theo hả? Dạ. Rồi lúc trước là đi làm vậy là phải đem cái giỏng theo vậy đó hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi vậy sao làm được gì lại? Làm gì vậy đó? Làm đi heo gì người ta nấu quá nói. Nấu quá nói hả? Chắc chiều nay chắc lãnh tiền về luôn quá. Chị nay em có đưa tiền chắc nghỉ luôn á. Mình nói quá trời. Làm đi heo quá là hoài sao làm? Ừ. Những mấy đi bán về cái nào kiếm bán xe kiếm số vốn thì bán số luôn. Bán số rồi thì vợ em cũng theo em nữa vậy? Thì theo thì cũng đỡ đưa nó vài chục tờ bán luôn. Bán không xin tiền. Sao Trinh? Dạ. Chồng em sắp xếp vậy được không? Dạ. Hai chồng bán số luôn. Dạ. Rồi lúc đó là đi theo thoải mái luôn rồi, bây giờ tôi đi làm ăn mà đi theo gì hoài sao ai mướn nữa. Dạ. Ôi, người nhỏ kìa, ổng nhỏ theo nắng nôi kìa, giờ nhỏ kìa. Nhỏ đẹp trai quá, đẹp trai. Ghi, ghi, lớn lên đi bằng hồ với cha mày nghe. Hiểu không? Ừ, nó chạy hết rồi. Một chân chưa? Chưa, năm tháng mấy. Là mình đi theo ổng để làm gì Trinh? Đi theo chơi. Trời, theo chơi gì? Người ta đi làm mà đi theo chơi. Mà không có bộ không. Ờ, vậy là tức là sợ anh có người yêu ha. Có người yêu dạ. À. Bữa nay ông mặc cái bộ đồ cũ kìa, chứ đâu phải là đồ mới đâu mà sợ. Cũ đi làm. Ai biết được. Đi làm, đi theo rồi tao ở nhà luôn ha. Ờ. Nghỉ làm luôn. Mấy giờ không mấy giờ anh ở nhà đi em nuôi. Anh ở nhà đi em nuôi cả. Nuôi nổi không? Nổi. Hả? Có gì ăn cái nấy. Có gì ăn cái nấy hả? Mà anh chồng đẹp trai ca sĩ nè, anh không có cái gì ăn cái nấy à, anh đòi ăn thịt gà, thịt heo không chứ không ăn trâu nữa. Tiền không mua. Mà bò bắt trâu vậy. Cũng có tiền mua sữa cho con. Hồi ăn trâu vậy nó hơi mệt mệt chứ. Ăn trâu ngon không lại? Ăn trâu giọng miếng rau đi thấy rau muống đó là luộc cái lên chấm ăn rồi. Vậy đó hả? Dạ. Mà ngon không? Nếu mà ăn gì thấy ngon không? Cũng ngon. Trời ơi. Lãnh lương chưa? Nghỉ đâu luôn luôn hả vậy? Rồi về đúng không? Nó theo hoài. Ờ, theo hoài vậy đó hả? Ừ. Ờ, giờ lấy sữa cho con bú.
Đi uống sữa. Đi uống sữa hả? Đi đâu cũng đi theo đuôi vậy đó trời, sao làm ăn vậy được? Trời ơi, cái cửa vậy đó hả Lợi? Nhét cái gì trong này hả? Con giải hả? Trời ơi, cửa gì mà sập hết trơn này. Ủa trên này gì vậy? Cái xương rồng hả? Vậy đó ha. Uống sữa.